Thưa quý vị, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội Chữ thập đỏ các xã phường trên địa bàn thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương mở quầy hàng không đồng nhằm san sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh gặp khó neo đơn. Với phương châm người thừa thì biếu, người thiếu thì nhận, từ năm 2017 đến nay, cứ đều đặn vào sáng sớm Chủ nhật hàng tuần, các hội viên Hội Chữ thập đỏ phường 2 thành phố Sa Đéc cùng nhau dọn hàng để trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Hoàn cảnh tôi thì rất khó khăn, quê ở Tiền Giang. Tôi lên đây cũng mười mấy năm rồi, hàng tuần được nhận những món quà này thì rất là phấn khởi. Chủ nhật mình đến xin ổn mì ăn, phấn khởi chứ. Chỉ tính riêng quầy hàng không đồng ở phường 2, mỗi tuần đã hỗ trợ từ 200 đến 250 ổ bánh mì, quần áo, với tổng giá trị phúc lợi từ 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Dù ít hay nhiều, các hội viên luôn cố gắng duy trì đều đặn để giúp đỡ những người đang gặp khó. Để phần nào chia sẻ cái sự khó khăn với bà con, cho nên thì một nhóm của chúng tôi cũng lên một cái ý tưởng là sẽ thành lập một cái quầy hàng miễn phí để hỗ trợ cho bà con. Thì được sự ủng hộ của bạn bè, rồi của ủy ban phường 2 của Hội Chữ thập đỏ thì đã thành lập được cái quầy hàng miễn phí này. Hiện có 6 quầy hàng không đồng trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Ngoài bánh mì, quần áo còn có một số thực phẩm khác như sữa, bánh, trứng. Dù chưa đầy đủ, nhưng đây là những phần quà sẻ chia rất ý nghĩa, góp phần động viên những người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên. Trong 6 tháng đầu năm nay, 6 quầy hàng này đã hỗ trợ cho hàng ngàn lượt với tổng giá trị phúc lợi trên 100 triệu đồng. Trong cái thời gian tới thì thành hội và sẽ vận động các mạnh thường quân cũng như các thành viên trong nhóm để tiếp tục vận động nhiều mặt hàng nó phong phú hơn để cho phục vụ cho bà con khi có nhu cầu để bớt nàng nào gánh nặng lo toan trong cuộc sống. Quầy hàng không đồng không chỉ là một địa chỉ tin cậy để mọi người đến trao nhau những món hàng miễn phí mà còn khơi dậy kết nối những tấm lòng của hội viên Chữ thập đỏ và người dân cùng lan tỏa tình yêu thương và tinh thần sẻ chia của cộng đồng.